Nè, bữa nay má làm toàn những món mà tụi con thích không đó. Đó, gà xào xả ớt nè, thịt là kho với lại đậu hũ nè. Đó, rồi bò xào. Đó. Nè, ăn đi tụi con. Ăn đi nghe. Ừ, chắc ở trển cơ bay không có được ăn những cái món này mà cho tận tay má nấu đâu. Đó, ăn đi. Con à con gái lớn rồi. Ở đây giờ má chỉ con, có chồng rồi mà sao vậy? Ăn thì bóc ăn chứ sao ấy, quên ăn thì gấp ăn chứ sao mà bươi bươi vậy? Trời ơi, cái này là món gì vậy má? Bò sao? Bò. Hả? Đậu rồng nè, rồi củ hành nè. Rồi trời ơi, gì vậy? Ớt là lá. Cái này mà là thịt bò hả? Thịt bò là phải ăn bò của Úc, bò của Mỹ, đúng không? Ai mà ăn ba cái thịt bò này hôi rình ha. Cái gì mà hôi con ơi, ở dưới quê mình là thịt bò rất là ngon. Ngon lắm. Bò rất là mềm, con nói sao vậy? Con nói thiệt với má hả? Gà nha, chồng con hả, xách tay từ bên Mỹ vậy con hả? Thịt hả là dày vậy nè. Ai đâu mà trời ơi, với gà gì đâu mà dương không à. Má, con xin phép má cho con giao dịch với chị con tí xíu. À, chị hai, em nãy giờ bất mãn chị lắm rồi em không lên tiếng nha chị hai. Vụ gì hả? 2-3 tỷ chưa rút về hả? Tranh thủ rút về cho anh. Chỉ có 2-3 tỷ thôi em làm việc cũng không xong là sao vậy? Nói với họ làm ăn là chữ tín đặt hàng đầu. Chỉ có 2-3 tỷ mà bây giờ chưa chuyển khoản và chưa trả lại cho mình, anh thấy là nó mất uy tín lắm nha. 800 triệu em chuyển khoản riêng cho anh để anh chia trong việc gia đình của anh nha. Ừ, rồi vậy đi em ơi. 800 triệu hả chị hai? Sao em nghe nó bự quá chị hai à? Nghĩ sao vậy? 800 triệu em hàng tỷ em không nói đây nè chị hai. Mày hay quá ha, mày ngon, mày đứng đó lại mày nói chuyện với tao nè. Mày đứng lại đó cho tao. Mày hay quá ha, mày trả chửi tao hả? Ủa, gọi này ai ký? Vợ ơi mình mãi nắm tay chồng hai vợ ăn.